ăn lụ nhất, đi ra chợ là lại ngay sạp là mua bé chỉ lụ, mua lụ cho bé ăn có vitamin, bé thích nhất là lụ. Tôi cũng thích ăn lụ luôn. Nghe nói tới lụ này, cái bài thuốc dân gian nhiều, trị bệnh cũng nhiều chứng lắm, nó cũng mát cơ thể con người mình nữa. Lụ còn được gọi là thạch lụ, nhật lụ, thụ lụ, là giống cây nhỏ, thường được ở nơi thoáng mát và khô ráo. Còn lụ khi phát triển tốt thường có chiều cao từ 3 đến 4 mét, với hai giống lụ phổ biến là lụ cho trái đỏ và trái trắng, hay còn gọi là lụ đỏ và bạch lụ. Trước đây cây lụ không được trồng phổ biến thì ngày nay đã được trồng nhiều, vì giá trị của loại cây này đã được biết đến nhiều hơn. Người ta trồng lụ để lấy trái ăn, làm thuốc và làm cảnh. Trái lụ khi chín rất đẹp, bên ngoài vỏ màu hồng, trên cuống có hình như chiếc dương miệng. Bên trong có những hạt hồng hồng trong suốt, đẹp tinh khiết như những hạt ngọc, được xem là biểu tượng của sự trù phú và sinh sôi nảy nở. Và đây là một trong những loại trái cây có vị thuốc tốt. Cả cây lụ từ rễ, thân, vỏ đều làm thuốc chữa bệnh. Trong đó từ xưa và những kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy, trái lụ xứng đáng được ca tụng về cả hai phương diện dinh dưỡng và trị liệu. Dạ thưa lương y, xin lương y cho biết là đối với trái lụ này thì nó có những cái bài thuốc gì ạ? Cái trái lụ này nó có rất nhiều bài thuốc để nó điều trị những cái bệnh thông thường mà nhân dân người ta thường xài á, cũng như là bệnh viêm phổi, viêm phế quản, mãn điều trị cho người già. Còn nếu mà trị viêm bị tỷ, viêm miệng, tiêu chảy kéo dài, hoặc là bệnh bạch đới, bệnh ghẻ ngứa, hay là bệnh rối loạn kinh nguyệt. Khi mà mình sử dụng thì mình sử dụng trái tươi hay là mình sử dụng như thế nào ạ? Quả lụ thì coi như mình đều trị là tươi cũng được mà khô cũng được. Nếu mình xài lâu thì coi như mình sấy khô hoặc đem phơi khô. Rồi gan sơ đó để bảo quản. Chúng ta cần chuẩn bị những cái gì khi mà sử dụng cái trái tươi này để làm thuốc ạ? Mình hái vô trái già đó, nó mới có nhiều cái chất chát và chất tannin đó, để mình tách ra. Coi như là rửa sạch rồi là mình cắt ra. Mình lấy cái vỏ của cái quả, bệnh mà tùy theo bệnh mà cái hàm lượng nó khác nhau. Xin lương y hướng dẫn một cái bài thuốc từ trái lụ tươi cho quý khán giả được biết. Xin mời lương y. Rồi mình gọt mỏng của cái lớp da ngoài bỏ, rồi hộp cũng bỏ, nhưng mà ăn cũng vẫn tốt thôi, cũng mát. Còn cái phần trong của cái lớp da vỏ đó thì là người lớn thì trị viêm phổi, viêm phế quản mãn. Đối với người già thì mà mình lấy cái phần trong đó mà bỏ vô trong ấm nè để mình sắc 8 đến 15 gram, mình đổ cho ngập nước, vậy là sắc còn lưng chén vậy là một ngày uống 2 lần. Vỏ rễ á, thì mình điều trị bệnh trĩ, bệnh tiêu chảy kéo dài. Rồi bệnh ghẻ lở ngứa đó, chi sâu răng, viêm miệng, rồi rối loạn kinh nguyệt, chi bệnh bạch đới là bệnh huyết cắn của phụ nữ. Cũng đổ nước vô cho ngập nước rồi sắc còn lưng chén là sắc 2 nước, uống ngày 2 lần. Còn đối với mà trẻ em mà bị tích tệ mà ốm bị dung sáng á, cái vỏ thân coi như là 3 đến 6 gram, là cũng đổ nước ngập rồi sắc còn nửa chén là ngày uống 2 lần, sắc 2 lần uống. Trái lụ có chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Nước ép lụ là nguồn kali, vitamin C và các chất chống oxy quá quý. Theo đông y, vỏ quả vị chua chát, tính ấm, chỉ tả, chỉ huyết, khử trùng. Vỏ thân, vỏ rễ, vị đắng chát, tính ấm, sát trùng. Khi dùng thời gian dài cũng cần lưu ý.
Khi mà nấu xong thì chúng ta thấy một cái màu của thuốc rất là đẹp, nó màu vàng. Thưa Lương Y, thì đối với cái vị thuốc của trái lựu này thì khi mà sử dụng chúng ta có những cái lưu ý gì ạ? Mà mấy cái trường hợp như mà già quá người ta bị bón, bị táo bón á, cho nên mình cũng uống vừa cầm tiêu chảy vậy thôi. Thưa Lương Y, thì khi mà mình sử dụng trái lựu để mình làm thuốc thì chúng ta lựa trái lựu là lúc chín hay lúc nào thì nó có kết quả tốt nhất ạ? Trái vừa dày hay non non thì nó tốt hơn. Nó có nhiều cái chất tannin là chất chát, nó tốt hơn. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo.
Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website happylife.dvms.vn. Fanpage happylife.dvms.